Rồi coi. Đây nè, đây nè. Ơi. Wow. Mình đã chuẩn bị xong hai chén nước chấm mọi người ơi. Nè các bạn ơi, mình chuẩn bị thêm một cái nước chấm nữa nè. Mời các bạn ăn cái chùm này nha. Quá trời ngon các bạn ơi. Đây là cháo mình tính tặng cho mình. Ăn vậy mới là ăn các bạn, nó quá đã không? Chấm vô mới sướng nè. Trời ơi. Xin chào tất cả mọi người nha. Các bạn ơi, hôm nay thì mình lại giới thiệu thêm một cái món ăn nữa cho mọi người nha. Mình sẽ đi mua ốc nhảy. Lần trước thì mình có quay ốc nhảy, mà tại vì lần đó là mình mua một con nửa ký rồi mọi người, chứ không có nhiều. Nửa ký hẳn một ký vậy à. Bây giờ là mình sẽ mua dưới số lượng rất là lớn nha, như là 3 đến 4 ký để thưởng thức cái loại ốc này nha. Bổ ích quá, thưởng thức không đã. Đó, bây giờ là mình sẽ đi đặt để có thì họ sẽ đưa xuống cho mình tại nhà mình luôn. Thì chúng ta đi đặt ốc nhảy nha. Nghe bữa ăn phải quá ngon luôn, ngon quá. Ốc này là mình lặn ha. À, các bạn ơi, mình mua tới 4 ký nha. Lần này là mình mua rất là nhiều. Lần trước thì mua rất ít một các bạn. Nè mọi người thấy không? Cái này là 3 ký. Còn này nó là 1 ký nè mọi người, là 4 ký. Nói chung ốc nhảy của chỗ mình bán á, là họ lặn rất là sâu để mà họ bắt nó lên á, dùng bình hơi á mọi người mới bắt được cái con ốc này nha. Ốc này là nói chung là mình sẽ rửa cho nó ra nhớt nha mọi người. Nè. Mình sẽ rửa cho nó ra nhớt nha. Nó rồi sẽ bắt than lên, mình luộc ốc này ra. Đó. Chỗ mình ký có 40 ngàn. Còn trên thành phố bán tới 100 mấy, gần 200 ngàn loại ốc rồi các bạn. Hôm nay chắc ăn đã luôn mọi người. Đây là ốc nhảy hả? Mình đã chuẩn bị xong hai chén nước chấm mọi người ơi. Quá trời tuyệt vời các bạn. Đó, ăn ốc nhảy là phải có cái chén này nha các bạn. Các bạn ơi, mình chuẩn bị thêm một cái nước chấm nè. Này là muối Tây Ninh nha. Cũng biết phải nấu muối Tây Ninh, có thấy nó hơi tự giống nhau các bạn. Mình có thêm mấy nước chấm nhiều đó mọi người. Đấy không? Mình có 3 tới 2 chén nước này với lại thêm này nè. Ôi. Hôm nay chắc cay chết quá các bạn. Ngon quá.
cái con ốc này á, cho nó nguội nha mọi người. Mình sẽ đem thưởng thức nha. Chứ bây giờ các bạn ăn vô đừng không. Đây là 4kg của mình. Đây là 4kg nha mọi người. Nè mọi người, này là 4kg nha mọi người, nó chín rồi. Các bạn. Nóng lắm mọi người ơi, nói chung là ốc này nóng lắm nha. Các bạn nhớ là khi mà mình đổ ra xong á thì mình để lâu lâu xíu nha, chứ ăn liền nó nóng lắm. Còn nóng lắm mọi người. Ốc này là 4kg, tính mua 5kg đang rồi mà thôi mình nghĩ chắc này đủ ha. Giờ mình thưởng thức nha mọi người. Giờ ăn thử các bạn ơi. Rửa bụng nữa. Rồi nha. Nè nè nè. Ơi. Bây giờ cái đầu mình ăn nha mọi người. Ăn đi, ăn đi. Còn Lan ăn không Lan? Trời trời. Cái này không biết ăn hết đâu các bạn ơi. Giờ mình thử các bạn. Mọi người nóng lắm mọi người ơi. Vì sao mình luộc á, nếu mà mình luộc chín quá đó đậu nó thụt vô trong á thì. Chứ em luộc á nó thụt vô tới trong. Đúng luộc trời ơi trời. Trời vừa tính chết vừa tính chín đó luôn. Không. Ốc mà ốc ốc nó ra nó cũng chín lắm, tại sao cái vỏ nóng lên nó đầu làm chín thịt nhanh lắm. Thịt của nó nè. Ăn chưa? Cái này chắc ăn no luôn á mọi người. Ăn 2 lần rồi. Ừ. Không, nó chín lên. Quá trời ngon mọi người, nào các bạn thấy không? Trời ơi. Con ốc nó nhảy cà bạc cái đít luôn. Ngon lắm các bạn ơi, nhớ là đừng có luộc chín quá các bạn, nếu mà luộc chín quá nó sẽ vô tới trong này nè, lấy không được. Tại mấy lần trước mình luộc á, mình để lâu quá quất vô đây luôn. Nè. Phải lấy búa. Nè, con rửa ra rồi. Quá trời ngon các bạn ơi, trời ơi nè. Không biết ăn rồi nhìn cái gì. Ốc này á ăn đã luôn chứ. Sự ra thì buổi trước là mình quay không kịp mọi người. Cái mình quay. Nè bạn ơi. Ồ nó đặc luôn nè. Nhân. Qua tới ngồi chỗ cô Huy đi, cô Huy ngồi đây. Đi con. Đứng đây. Rồi Huy quay ngồi nè. 4kg này mình ăn hết đâu mọi người. Tại vì mình có mấy đứa cháu nó hỗ trợ thêm. Chứ ăn hết đâu, nhiều lắm. Thật sự ăn này chắc đo chắc no luôn. Đây là những thành phần của mình nè các bạn thấy không? Mình làm sao mà ăn hết được 4 kg này? Các bạn thấy rồi đó. Cháu nó cũng hiếu ăn lắm các bạn. Không. Con ăn làm ổ khóa xe trời ơi. Nhớ lắc phụ nha. Đừng ai dục nha, đừng ai đi nha. Nhớ lắc phụ đó. Ăn mấy nước rồi không? Ăn đi rồi từ sao mấy về mới qua tiếp. Cái gì á? Mấy cái bầu bộ quần to đó. Có nói gì? Con su nó ốc này có quấn con căng.
gọi đi. Con khờ. Quá trời ngon mọi người. Thực sự ra thì hồi nãy giờ mình cho các bạn xem rất là nhiều cái video của mình để mình ăn cái món này. Rồi, đây là cái đồ nhảy của nó mọi người. Cái nhảy của nó là cái chân nó nhảy á. Thịt này ăn ngon lắm mọi người, nó ngọt. Các bạn đã từng ăn ốc nhảy các bạn biết không? Rất là ngon nha. Rồi. Cái vỏ nè. Cái này có rất là nhiều chỗ bán giá khác nhau nha. Có giá thì cao, có giá thì thấp. Thì nói chung là mọi chỗ khác nhau. Đó. Thì ốc này rất là ngon mọi người. Cái này con gì vậy? Rồi để luôn. Này các bạn. Rồi, mọi người nha. Ngon quá các bạn ơi, thật sự ai mà ăn cái loại này rất là tiếc. Nếu các bạn mà muốn ngon hơn thì các bạn xào với ram me hoặc là các bạn chấm với cái này giống mình nè. Muối ớt này cay rồi, nó chỉ có muối ớt này à. Ngon quá. Bà móc Giang, sao không để con này? Thọc cái vỏ ở trong rồi. Lấy con khác đi. Để đây nè. Giang để đây hồi ta gửi. Nó có nhiều con bị thụt vô trong mọi người nè. Đó. Có nhiều con bị thụt vô trong nè. Cái này phải dùng búa đập mới được các bạn. Ngon kìa. Thật quá trời hấp dẫn luôn mọi người ơi. Chú ai mà xiên á mà lấy từng con ra mà để xào chắc để tay quá ngon lắm nha. Không phải là luộc không đâu, mình còn ram me hoặc là mình xào tỏi cháy ớt gì đó, cái tỏi nó còn ngon nha các bạn. Nếu các bạn nào mà ăn như thế này nè, nó ngon nè các bạn thấy không. Mình xào một lần á 5-6 con cái này nè mà nãy giờ xay rồi được rồi. Đó, một lần nữa mình đưa vô miệng của mình ăn các bạn thấy không, cái vỏ vô miệng cũng ngon quá à. Đúng ăn mà đúng chọi vô đầu đâu. Có chọi vô đầu ai đâu. Con này cũng bự nè mọi người, mình đã lấy được con bự nè. Con này quá bự. Thấy không? Chấm dưa kia muối tây ninh vô. Quá hấp dẫn luôn mọi người. Trời ơi. Cay quá các bạn ơi, cay quá nổi mình đỏ mặt luôn các bạn. Đó. Thôi các bạn ơi, mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay đừng quên nhấn đăng ký subscribe, chia sẻ cho kênh Sơn Gia. Bây giờ mình xin thưởng thức thêm cái món ốc nữa. Quá trời ngon các bạn, đảo quá. Bye bye các bạn, xin chào. Trước khi kết thúc video thì mình xin mời các bạn ăn cái chùm này nha. Quá trời ngon các bạn ơi, đây là cháo mình tặng cho mình. Ăn vậy mà ăn các bạn, nó quá đã không? Chấm vô mới sướng nè. Trời ơi. Giờ mình mời các bạn ăn thử của mình nha. Ăn cho mày đã nè. Trời ơi. Đã các bạn ơi. Bây giờ mình đổi nước chấm đi. Giờ mình lấy cái này nha, mình chấm nè. Mời các bạn. Mày khó lấy. Trời ơi. Khó mọi người. Trời xuống quá. Trời ơi, gặp cái nước chấm ở đã gì đâu. Sao tại nó nhiều quá các bạn không cảm ơn. Tại nó nhiều xuống rồi. Bye bye các bạn.
mình ăn ốc xong rồi. Diễm qua mình ăn khoai lang mọi người. Đó. Mình sẽ nướng nó sẽ cho nó khét luôn mình ăn nha các bạn. Mình nướng cho khét nha. Khoai lang này nướng khét là khét. À các bạn ơi, mình mới thưởng thức xong mấy cái món ốc quá trời ngon các bạn. Hôm nay là do bầu trời nó sáng nha, chứ không phải là do ánh sáng đâu. Tại do buổi chiều các bạn. Rồi cái nó hửng sáng lên, nên mặt mình đỏ vậy thôi. Cậu anh đương cậu, bầu trời hai màu kìa. Các bạn thấy không? Tại bầu trời nó hửng sáng bạn, tối thôi. Mấy đèn ta mở lên đó. Bầu trời hai màu luôn. Quá trời luôn các bạn ơi, ngon quá. Giờ mình cho các bạn xem bầu trời buổi chiều của Hòn mình nha các bạn. Đang mực với mày.